Cũng liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu, riêng tháng 6, xuất khẩu rau quả đã mang về gần 1 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, gần bằng kim ngạch của cả năm 2022. Và đây thực sự là con số ấn tượng của ngành rau quả trong bối cảnh sụt giảm của nhiều mặt hàng nông sản. Với những động lực tăng trưởng từ thị trường sôi động đến khả năng đáp ứng nhanh, ngành rau quả kỳ vọng cả năm sẽ đạt 5 tỷ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Thị trường xuất khẩu rau quả bắt đầu sôi động từ sau Tết Nguyên đán và tăng đột biến từ 2 tuần cuối tháng 5 năm 2023 khi đạt trên 400 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với 2 tuần trước đó. Sang tháng 6, chỉ trong vòng 1 tháng, mặt hàng này bùng nổ mạnh mẽ và nhanh chóng đạt đến giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, chỉ 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã bằng gần cả năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2023 thì công ty Thành Long Hoàng Hậu có thể nói là tăng so với năm ngoái khoảng cỡ 3-40% về số lượng, và doanh số thì tăng khoảng cỡ 60%. Sau cái dịch thì cái thị trường cũng trở lại một chút xíu. Hơn nữa là cái Thanh Long thì số lượng nó ít và cái giá trị nó tăng, thì bên công ty mình lại là tranh thủ được cái thời gian tốt. Sầu riêng được xem là điểm sáng với sản lượng 180.000 tấn sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch 850 triệu đô la Mỹ, chiếm 95% tổng lượng sầu riêng xuất đi của nước ta. Sự bật tăng của sầu riêng cũng là điều dễ hiểu bởi nhu cầu thị trường rất lớn, chưa kể nước ta cũng đã chuẩn bị rất bài bản cho mặt hàng này. Khi đến nay đã có ít nhất 293 mã số vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Trong cái 6 tháng đầu năm nay là chúng ta cũng đã tận dụng được tối đa cái nghị định thư của khi xuất khẩu vào Trung Quốc, và gần như là tất cả các doanh nghiệp đều có sự chuyển mình và có sự đầu tư nhất định vào cơ sở vật chất rồi cũng như là về mọi thứ để đủ điều kiện xuất khẩu vào cái thị trường lớn nhất thế giới này. Cơ hội thị trường bứt phá cuối năm nay là rất lớn cho rau quả Việt Nam vươn lên kim ngạch 5 tỷ đô la Mỹ, kỷ lục từ trước đến nay, nhưng không phải là không có thách thức, nhất là khi việc xuất khẩu ồ ạt đã dẫn đến việc một số lô hàng bị cảnh báo vì kém chất lượng, cùng với đó vẫn là câu chuyện về chất lượng. Trồng trọt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và Lô Gáp. Và thứ hai nó khi mà cắt hàng giao là phải đạt đúng cái độ chín, độ ngon của trái, không nên cắt non. Thì như vậy nó sẽ gây cái ấn tượng không tốt cho người tiêu dùng, và từ đó nó sẽ làm giảm cái tiêu thụ của mặt hàng. Nhiều nhóm hàng khác cũng được cho sẽ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu rau quả cuối năm như bưởi vào thị trường Mỹ hay nhãn vải vào Nhật. Thị trường châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ sớm sôi động trở lại. Như vậy, dư địa để trái cây Việt xuất ngoại vẫn còn rất lớn. Vấn đề còn lại là các doanh nghiệp Việt sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của mình như thế nào để không chỉ tăng xuất khẩu mà còn mở rộng thị phần, định vị thương hiệu trái cây Việt Nam.